Ngày 13 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trước sau như một, thủy chung trong quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ láng giềng, truyền thống hữu nghị với các nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 vào tháng 12 năm 2024. Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đánh giá cao và coi trọng chủ trương làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được xác định trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin vừa qua. Bộ trưởng Nga khẳng định sẵn sàng xem xét các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhất là hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, nhất trí thúc đẩy việc ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên thời gian tới. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nội dung giải quyết các vấn đề Biển Đông. Về hợp tác song phương, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai theo tinh thần, tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bộ trưởng cũng thống nhất về một số nội dung về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.